Khi mà che chạy lại rồi anh lúc anh buồn đi, anh buồn tiểu á, cho nên là cũng căng lắm. Cho nên là thường nhà xe thì kêu. Rồi chúng ta sửa bên phải chỗ đây nha. Đù rồi luôn. Hi, chào mừng tất cả các bạn quay lại với trên channel của mình. Thì hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục hành trình trên cái con xe Taco Mobile Home 2019. Thì ở video trước thì mình đã hoàn thành được cái hành trình của nhà xe Tư Cầu ấy, đúng rồi, nhà xe Tư Cầu thì từ Hậu Giang đi Bình Dương, và hôm nay thì chúng ta lại tiếp tục làm một hành trình nữa trên nhà xe, đó là nhà xe gì ta, quên rồi, đăng 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 nhà xe 6 bảng nha anh em. Nhà xe 6 bảng thì đây, hôm nay thì anh em nhìn thấy đang nằm trong bến xe miền Đông, rất là nhiều những chiếc xe Taco Mobile đời mới luôn đó anh em nhìn thấy không. Và chiếc xe chúng ta đang nằm trong một cái dãy thuộc cái khu này là khu gì ta, khu này khu mấy quên rồi, đây bến xe Gia Lai Đắk Đoa đi bến xe miền Đông và ngược lại. Và hôm nay thì chúng ta sẽ đi từ bến xe miền Đông về lại Gia Lai nha. Thì hành trình hôm nay chúng ta sẽ đồng hành cùng với thanh niên, đây là đây thanh niên hôm nay mình là có một cái thanh niên mới, đó là Nhật Huy anh em. Và trên xe thì mùa Tết rồi, vô Tết rồi, cho nên là mình có gắn trên đây những cái viên, anh em thấy những cái viên thỏi vàng may mắn rất là đẹp luôn. Và bây giờ mình sẽ xét lại cái hành trình, chúng ta sẽ đi từ bến xe miền Đông và đi, mình sẽ đi dọc quốc lộ 13 dọc dọc lên đây, và mình sẽ đến cái Pleiku. Ok, mình sẽ đi Wow, hôm nay cái bản đồ cập nhật mới rồi anh em, có cái đường mới trong này này. Wow, thì mình nghĩ hôm sau mình sẽ làm một cái hành trình đường mới luôn nha anh em. Bản đồ đã update rất là rõ luôn này. Để mình xem thử là ở miền Tây thì hiện tại miền Tây chưa được update lắm nha. Sắp tới thì anh Phạm Thạch sẽ update sau, và mình sẽ hoàn thành ở thành phố Pleiku nha anh em. Đây, Pleiku nha. Mình sẽ chấm điểm này. Đó, rồi. Thì chiếc xe hôm nay mình review sơ thôi, cũng là cái lon nước đấy. Nhà xe nó vẫn cung cấp cho cái lon nước anh em ơi. Lon bò hút nha, mà mình không thích uống bò hút. Thì nội thất trong xe mình thì bao nhiêu đó thôi anh em. Đó anh em nhìn này, wifi miễn phí nha, nhà xe có trang bị wifi miễn phí, và con cứ nhập số điện thoại dò cái wifi, đó là xe 6 bảng password là số điện thoại nhà xe 0971617181. Anh em đặt xe nhớ gọi điện thoại đó nha, số điện thoại mình có gắn bên hông này đây, 0971 617181 anh em thấy không? Điện thoại đặt vé, nhà xe 6 bảng limousine, đây là bồ giường 34 giường nha. Rồi thì chúng ta sẽ xuất bến anh em ơi, mình sẽ xuất bến và mình đi ra. Ủa, có chiếc xe nó xuất bến kìa. Rồi mình sẽ đi ra nha. Ô, nó bị dướng, nó bị dướng, nó bị dướng, nó bị dướng, nó bị dướng rồi. Nó bị dướng cái chỗ cái gương chiếu hậu đó anh em. Bây giờ là 15 giờ 10 thì cái kế hoạch thì chúng ta sẽ xuất bến từ bến xe miền Đông anh em. Từ bến xe miền Đông chúng ta sẽ đi thì 3 giờ chiều đi, thì mình sẽ đến cái thành phố Pleiku thì tầm khoảng 1 2 giờ sáng gì đó đó. Tại vì thường là đi về Pleiku thì nó sẽ ít thời gian hơn là mình sẽ về
Quy Nhơn Bình Định anh em. Rồi chúng ta sẽ đi ra cổng nào đây. Đây cho anh em chiêm ngưỡng nữa. Nhà xe 6 bảng nha. Xe 6 bảng rất là đẹp luôn. Thì chiếc xe này hôm nay mình mới hoàn thành được cả buổi chiều ngày hôm nay luôn, cho nên là mình lái luôn anh em. Hôm nay làm cái hành trình lái luôn để chia sẻ cho các bạn. Đó. Chúng ta sẽ ra cái cổng này nha. Thì trên đường đi sẽ có những cái trạm mình dừng chân, vậy thì đến đó thì mình sẽ thông báo cho anh em nha. Một lần nữa thì mình nhắc lại cho anh em cái số điện thoại mà anh em có thể để đặt vé nhà xe 6 bảng trên cái lộ trình là bến xe miền Đông đi Đắk Đoa, bến xe Đắk Đoa, bến xe Gia Lai. Đó. Thì số điện thoại là 0971617181. Còn cái nhà xe kia họ rẻ ha. Rồi. Đây là quốc lộ 13 nha, và chúng ta đang đi qua cái đường ray này, đường ray xe lửa. Hồi xưa là có cái bến chỗ này, chỗ đường Kheo Vạn Cân, nhưng mà bây giờ là họ cấm rồi, không còn hoạt động nữa. Tức có một số nhà xe họ hoạt động theo kiểu là họ đưa hàng đồ tới đó, họ cập bến thôi. Thì trong đó có rất là nhiều nhà xe ở Bình Định nha. Đây là cái bến của Phương Trang này, nó có cái trạm xăng luôn. Thì hành trình hôm nay chúng ta sẽ đi và chắc chắn là nó sẽ có những cái hay ho trên suốt hành trình. Cho nên anh em nhớ xem hết cái video nha. Và đừng quên là để lại cho mình một like và một share, cũng như là anh em chưa đăng ký kênh thì anh em đăng ký kênh để cùng đồng hành với mình để xem những cái rồi chưa chi phạt tốc độ, mình đã thắng rồi mà vẫn phạt tốc độ, không hiểu luôn em. Đó, chúng ta sẽ đi qua cái cầu vượt này nha. Mình sẽ đi qua, tại vì đi về miền Trung Tây Nguyên anh em, thì mình sẽ đi theo dọc quốc lộ 13 chứ mình không đi theo cái đường quốc lộ 1A nha. Cho nên là chúng ta sẽ đi cái đường trên này. Thì đường trên này chúng ta sẽ đi qua những cái đèo, có nhiều đèo hơn nha anh em. Anh em nhớ là sẽ có nhiều đèo nha. Wow, đây một chiếc xe container rất là dài luôn. Hai cái container 20 feet anh em. Cái chữ 6 bảng phía sau anh em biết sao nó hơi mờ không? Tại mình làm cái độ phân giải nó chưa được cao. Ban đầu thì mình làm cái độ phân giải của cái skin này nó có 2048 à. Nhưng mà sau đó thì mình đã nâng lên, cho nên là cái phần cái chữ phía sau mình chưa có nâng kịp, anh em thông cảm nha. Nhưng mà bên hông thì anh em nhìn thấy rất là rõ luôn. 6 bảng limousine 34 giường phòng. Đây là xe 34 giường phòng nha anh em. Cái phòng mà nó có cái rèm á, phòng mà nó có cái rèm và nó cũng giống như cái phòng kia nhưng mà nó có cái rèm. Nó gọi là có cái sự riêng tư một xíu nữa, nhiều khi hả anh em mà nằm sai tư thế rồi á, người ta nhìn vô gọi là người ta không thấy được là những cái tư thế anh em nằm nó không được đẹp lắm. Kiểu vậy. Và cái xe 34 giường phòng này á, phòng nhỏ này á, là nó trang bị cho anh em là một cái màn hình tivi. Đây màn hình tivi này mình sau cho anh em xem này. Đây từng xe đều có, từng cái giường đều có cái màn hình đó anh em thấy không. Đây để mình cho anh em xem này. Đây thấy chưa, mỗi cái phòng là đều có trang bị này. Để mình thắng xe lại cho anh em. Ở đây này nó có trang bị một cái màn hình này, rồi có cái cổng sạc USB, là cổng sạc là nó hai cái cổng sạc và nó có cái màn hình đèn sạc, rồi các kiểu cái khay đựng khăn này anh em thấy không, rất là đẹp luôn. Nói chung là ở đây thì nó hơi hư cấu một xíu, là nó có cái màn hình gọi là mỗi người xem mỗi cái chương trình, nhưng mà không phải, trên xe là họ sẽ trang bị cho mình một cái chương trình là một cô chung thôi, đại loại lại. Nhưng mà cái phòng là nó sẽ như vậy, nó có cái rèm để mình kéo lại, chứ nó không phải như cái giường phòng mà cái giường bình thường thì bình thường là trống trơn á đó. Đó cho nên là
Cái phòng này nói chung là phòng này nó cũng là nhỏ chứ không có lớn, nhưng mà được cái là nó chỉ riêng tư. Còn cái phòng mà phòng lớn 22 giường phòng kia thì là khác nha. Đó mình nói rõ luôn, nhiều anh em cứ nghe là 20 22 giường phòng rồi 34 giường phòng là không hình dung được, tại vì anh em ít đi. Chứ còn mình thì mình đi rất là nhiều. Hầu như là tất cả các phòng của xe khách là mình đã đi rồi, ngay cả những cái chiếc xe mà anh em cứ hình dung là những có những chiếc xe mà nó đã trang bị cái toilet trên đó luôn anh em. Lúc trước mình có đi trên cái xe nào đây này, nó trang bị một cái phòng vệ sinh ở phần đuôi xe. Nhưng mà công nhận là làm cái đó thì cái kiểu giống như là cho hành khách đi trên xe đồ nó cũng đỡ, nhiều khi đi lên xe đồ nó đau bụng bị chọc bụng đó. Thì có chỗ đó mình đi, nhưng mà có cái là nó hôi cực kỳ anh em, tại vì cái mùi khai rồi, tại vì cái trong cái không gian nó là kín mà, cho nên là nó mà nó thoát mở, mỗi lần mà ra vô mở cửa là nó đều thoát ra, cho nên là sau này hình như là họ không làm cái phòng nữa, đâu mình thấy nó biệt tâm luôn rồi. Bây giờ là nhà xe họ sẽ linh động, họ sẽ dừng xe rất là nhiều lần cho anh em, giống như những cái trạm xăng này, những cái trạm xăng họ vào tiếp xăng tiếp nước. Thứ hai nữa là những cái trạm dừng chân, trạm khách cho đụng xe quá, những cái trạm dừng chân. Ủa thằng này nó cái tấn ba chở tức gì đâu chứ. Rồi thường thường thì nửa đêm á thì anh em sẽ được nhà xe kêu dậy đi vệ sinh tầm khoảng khuya 2 3 giờ, 1 2 giờ gì đó, cho nên là sau này họ không có làm cái phòng vệ sinh trên xe nữa. Còn nếu mà anh em muốn mà đi có phòng vệ sinh đồ, anh em khỏi phải xuống xe dừng xe đồ, thì tất nhiên là chỉ có một cách đi tàu thôi anh em, đi tàu lửa. Thì trên tàu lửa thì họ trang bị đầy đủ hết, anh em lên trên tàu lửa thì anh em cứ ăn uống thoải mái, nhậu cũng thoải mái luôn, tại nó có phòng vệ sinh trên đó mà, toilet bồn rửa rồi các kiểu. Cho nên là nửa đêm rồi đi thôi, đi vệ sinh rồi súc miệng đánh răng đồ các kiểu rất là thoải mái luôn. Chỉ có tàu thôi. Ồ chỗ đây nó không có thanh trắng nè, đi qua luôn, nó thu tiền tự động luôn. Cho nên là nhiều bạn ở thành phố thì mấy bạn chưa có, gọi là không có cái dịp để mấy bạn đi thường xuyên, cho nên mấy bạn không rành những cái xe, những cái loại xe. Các bạn chỉ nghe hình dung nói rồi miêu tả rồi, chứ các bạn chưa trải nghiệm qua. Còn mình thì mình trải nghiệm rất là nhiều rồi, mình đi rất là nhiều. Tàu thì nó giống như máy bay vậy thôi, máy bay nó đều trang bị cho mình một cái, nó trang bị trên đó là cái phòng vệ sinh đó cho hành khách đi. Dù là chuyến anh em đi chuyến 45 phút hoặc là 1 tiếng mấy, 2 tiếng mấy tiếng như vậy, thì nó đều có phòng vệ sinh đó. Chứ giữa trên trời mà đó đúng không, phải có cái phòng vệ sinh trên trời mới dừng ở đâu kiểu vậy. Còn xe khách thì cái giờ bây giờ là xe họ linh hoạt rồi, nhà xe họ linh hoạt, cho nên thường là những cái trạm đổ xăng tiếp nước đồ, họ sẽ kêu xe họ dừng xe lại và họ sẽ bật cái đèn pha lên sáng hết trơn xe để họ kêu những hành khách mà đang ngủ say á, kêu vậy. Nhiều khi anh mấy anh mà anh ngủ say quá, anh nhậu xỉn, anh ngủ say quá rồi không kêu ảnh tới đến khi mà che chạy lại, bắt đầu anh lúc anh buồn đi, anh buồn tiểu quá, cho nên là cũng căng lắm. Cho nên là thường nhà xe thì kêu. Rồi chúng ta sẽ về phải chỗ đây nha. Đù rồi luôn. Ok, nãy giờ anh em đã xem video của mình, và anh em nào mà đã chưa like video thì nhớ like video giúp mình, và đừng quên là nhấn thêm một cái đăng ký kênh nữa, nhấn thêm chuông để theo dõi những video tiếp theo. Và đừng quên là comment ở dưới phần bình luận những yêu cầu hoặc là những cái vấn đề gì đó anh em cần hỗ trợ thì anh comment ở dưới nha. Cảm ơn em rất là nhiều, và chúng ta sẽ xem tiếp video thôi. Ok. Sao vậy cô? Trời đất ơi. Xong luôn rồi, mình đã bật xi nhan rồi mà nó không thấy, nó còn ban lên nữa, nó đèn xanh đèn đỏ mà sao nó lại ban vậy ta, không được rồi nhân cu. Rồi rồi rồi, anh cảnh sát xử lý ông nội này nha, chứ tôi là tôi không có lỗi rồi đó. Nói chung là ông không sao, ông nằm đó thôi, ông dịnh đó thôi, ông còn dính lên xe, ông còn ngồi lên xe mà. Hành trình hôm nay thì mình sẽ cố gắng mình chạy cho nó thật là
tuyệt vời. Trên đường đi thì mình sẽ chia sẻ cho anh em những cái vấn đề hay để cho anh em theo dõi. Và đến giờ phút này thì bây giờ là 15 giờ 55, có nghĩa là chúng ta đã đi tầm khoảng 30 mấy phút rồi anh em. Thì anh em xem đến đoạn này rồi, anh em nào mà chưa like thì nhấn like video giúp mình nha, nhấn cái hình dấu like giúp mình nha. Và cứ comment mạnh mẽ vào, khen chê gì anh em cứ comment mạnh vào để cho mình có những cái ghi nhận đóng góp của anh em để anh em mình làm tiếp tốt hơn. Và đặc biệt là anh em nào mà đã xem video mình 1-2-3 lần rồi nhưng mà chưa có không quên mất chưa có subscribe kênh, đăng ký kênh thì anh em nhớ đăng ký kênh giúp mình nha. Đó, mình khi mình làm ra những cái video như vậy thì mong rằng anh em cứ tương tác mạnh mẽ và hỗ trợ mình trong các vấn đề. Hay từ từ. Khá gọi là khá là tốt. Bây giờ thì mây đồ nó mây nó có nhưng mà dạng nó không có mưa anh em, mùa này không có mưa, sắp Tết rồi. Thì thường là nó sẽ không có mưa mà nó sẽ mát mát thôi. Với lại bắt đầu mình sẽ hướng về mấy cái tỉnh giống như là Kon Tum, Đắk Lắk đồ thì bắt đầu khi không khí nó sẽ mát đi và đêm xuống nó sẽ rất là lạnh nha. Cho nên là khi mà anh em đi trên xe này, những cái xe này á, thường thì tài xế họ sẽ bật máy lạnh cho anh em, bật máy lạnh thì thường ban ngày mình cảm thấy nó ok đúng không, mát mát đúng không, nhưng mà tầm nửa đêm đặc biệt đi qua cái đoạn mà mấy cái tỉnh Tây Nguyên á, thì nó sẽ bắt đầu lạnh, cho nên là cái không khí ở trong xe nó sẽ lạnh nữa nha anh em. Cho nên không phải là nhà xe bật quá lạnh đâu mà thực sự là do cái môi trường bên ngoài nó tác động vào. Cho nên các bạn để ý là thường thường ở nhà mình có máy lạnh như vậy, thường thường là mùa nắng á, thì anh em bật máy lạnh thì cảm thấy nó nó ok, nó mình ngủ mình không biết. Nhưng mà tới cái mùa mà mùa lạnh, mùa rét á, không phải là mùa rét lắm mà kiểu mùa lạnh mùa mưa đó, mà anh em bật máy lạnh á thì nửa đêm nó sẽ cực kỳ lạnh và hầu như là mấy cái cánh cửa mà cực kín á, nó sẽ đóng hơi nước rất là nhiều. Anh em để ý nha, anh em nào mà chưa có trải nghiệm qua thì anh em cứ để ý nha. Cho nên là xe mình nó sẽ chạy qua những cái đoạn này thì nó sẽ mát hơn rất là nhiều. Đó là cái thông tin mình cung cấp cho các bạn nào mà ở miền Tây á, các bạn chưa có đi về miền Trung Tây Nguyên đó thì anh em sau này anh em đi thì anh em đỡ phải bỡ ngỡ không. Trời ơi, nó lách nhìn thấy không, chiếc xe con nó ẩu cực kỳ luôn. Mình bật xi nhan rồi mà nó vẫn luồn nó đi. Cái gì ba, cho mấy cái thằng này lạch trời. Cái đoạn đường hẹp hay sao anh em, nó bút qua một cái là thì cái suốt cái hành trình đi thì mình sẽ tìm kiếm một cái bến, một cái trạm dừng chân nào đó để cho rồi nó phạt tốc độ nữa. Tức quá, đi qua luôn cậu, quá luôn. Anh em thấy không, mình ủi xe này qua luôn là nó không có đóng xuống. Rồi tao đi đây, bye bye. Tính là lái ra đàng hoàng nhưng mà có cái là giờ rồi nó bị vô thế nên mà thông cảm nha, nó vô thế cho nên là thôi sẵn mình hốt luôn. Không biết là vừa rồi nó có trừ tiền mình chưa nhưng mà mình ủi là nó không có đóng cái thanh chắn xuống này không. Thì qua đi những cái đoạn mà nó có hai cái lần lường, hai bên nó có cái con lường trắng chính giữa này cực kỳ đã luôn em. Nó có cái hàng rào này, cái này gọi là gì ta, cái lan can cái gì quên rồi. Rồi đèn đỏ nữa. Wow, chúng ta đã đi qua cái chỗ này, lên tới Đồng Xoài, gần tới Đồng Xoài rồi anh em.
Ok, let's go. Chọn con xe máy game đi. Rồi, thì sắp tới cái kho xăng rồi, mình sẽ cho xe nó vào kho xăng, nó dừng lại để cho hành khách đi rửa mặt, rửa tay, rửa chân rồi nha. Và chúng ta sẽ tiếp thêm nhiên liệu, tại vì nhiên liệu bây giờ nó cũng xuống gần hết nửa bên rồi. Thì mình sẽ tiếp thêm nhiên liệu và cho hành khách chúng ta đi vệ sinh. Hôm nay nói chung là chạy xe rất là êm luôn em ơi. Mình không thấy xe cảnh sát nha. Ôi nhưng mình quên chứ, tự nhiên mình nhắc cái hồi nó lòi lên đó. Không nhắc thôi chứ nhắc là lòi lên nha, kiểu vậy đó, kỳ cục vậy đó. Nãy giờ mình không để ý nữa. À mới thấy đi ngược chiều kìa. Rồi phạt tốc độ nữa kìa. Mình mới thấy đi ngược chiều kìa. Trời đất ơi, thánh thần thiên địa ơi. Đúng là bởi vậy. Nhắc lưng dễ sợ luôn, mấy anh cha nội nhắc lưng dễ sợ. Dắt này khi mà lái xe rồi anh em thì hạn chế nhậu, hạn chế bia rượu, cho nên dạo này mình cũng bớt nhậu đi, rồi bớt gọi là đi tiệc tùng, là mình không có lái xe đi, mình đi tiệc tùng mình toàn lắc ráp đi thôi, đảm bảo bảo toàn được cái túi tiền, chứ không là cứ đi mà anh em mà cứ đi nhậu mà anh em cứ lái xe đi là anh em bị phạt rất là nhiều tiền, nhớ điều đó nha. Tại vì đối với cái tiền ráp anh em đi tầm 100-200 ngàn, nhưng mà đừng có tiếc, tại vì thứ nhất là an toàn anh em, mà tâm lý mình đi 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 ăn uống đi nhậu rồi mà anh em gọi là tâm lý thoải mái, không có bị vấn đề mà phải lái xe về này kia rồi này kia, cho nên em nhậu rất là thoải mái và đi về nó cũng an toàn nữa. Chứ còn mà anh em mà đi nhậu mà anh em cứ lái xe xa theo thì anh em sẽ bị đo nồng độ cồn. Chất này là trên cái trong thành phố anh em đứng chờ xanh đỏ anh em cũng có thể bị đo nữa, ưng tới đo thôi à. Cho nên là thôi, ủa chỗ kia có cái đạp đám cưới hay gì, rồi có kho xăng đây, cho nên là tốt nhất là mình cứ đi vậy đi, mình đi cho nó tâm lý thoải mái, ăn uống cho nó đã luôn rồi tính ra cái tiền mà phạt. Ủa đây có cái bến xe vậy ta, à ở đây là có một cái chỗ trạm xăng, thì có ở đây có nhiều cái xe này, thì thôi mình chạy vô đây luôn đi. Đó thì so với tiền phạt thì mấy triệu với lại giam bằng đồ các kiểu anh em, giam bằng giam xe rồi, cho nên là tốt nhất là mình cứ ê anh ơi cho em vô anh ơi, rồi để vô là cho hành khách chúng ta đi vệ sinh đó. Rồi chúng ta sẽ ông nội em đứng ở đầu xe luôn này, chờ vô đây luôn em ơi, chờ vô đây luôn đi. Cho nên là làm so ra vậy, làm bữa giờ mình đi nhậu mình đi toàn là mình đi ráp không à, cho nên là rất là thoải mái. Rồi mình cho vô nó cái vô con như hổm đi nha, đố anh em vô được không, nếu mà vô lọt thì anh em nhớ nha, nhớ nha, like thật mạnh vào nha. Rồi xin mình vô đây. Ồ đi sát luôn em thấy không? Cho tôi vô chị ơi, cho tôi vô chị ơi. Thọ bên kia sát rạc luôn á, bên kia sát rạc luôn. Rồi, vô như in luôn. Rồi, xe chúng ta nó đã vô trong này rồi. Thì để cho mọi người đi vệ sinh rồi các kiểu nha. Thì cảm ơn em đã theo dõi cái video mình đến giờ phút này. Và hẹn gặp lại anh em ở những hành trình tiếp theo, ở video tiếp theo mình sẽ tiếp tục cái hành trình của nhà xe 6 bảng nha. Xe bây giờ mấy ông nội nệm đứng tán dóc nói chuyện với nhau nè. Rồi ok, cảm ơn rất nhiều, bye bye, hẹn gặp lại nha. Quên chứ, mở xe cho hành khách đi chứ, rồi chui ra chui, chịu khó chui lỗ này nha mấy ông nội.